5 bước để thành công xuất bản sách trên Amazon ngay cả khi bạn không có kỹ năng viết lách gì cả và bạn có thể kiếm 1.000 đô mỗi tháng. Bước 1. Nghiên cứu thị trường Amazon, tìm ra loại sách tiềm năng. Chọn cho mình một ngách phù hợp với nhu cầu người dùng loại sách đó. Bước 2. Học cách sử dụng công cụ AI để tạo ra những cuốn sách đẹp, giá trị và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Bước 3. Xuất bản sách lên trên tài khoản KDP Amazon và tối ưu store listing. Bước 4. Học cách chạy quảng cáo Amazon để tăng doanh số bán sách và xây dựng hệ thống social media để marketing sách của mình trên nền tảng xã hội đó. Bước 5. Khi có một cuốn sách nào thành công, bạn hãy học cách scale nhiều store, nhiều tài khoản KDP để tạo ra một hệ thống và mô hình kinh doanh online bền vững. Mình tin rằng nếu các bạn đã nắm rõ và thành thạo 5 bước trên thì các bạn có một mô hình kinh doanh và xuất bản sách bền vững trên Amazon. Tuy nhiên, với những gạch đầu dòng và gợi ý của Quốc Anh như vậy thì không đủ kiến thức để các bạn thực hành. Nếu bạn muốn có kiến thức nền được cập nhật thường xuyên thì có thể tham khảo khóa học KDP Amazon của Quốc Anh ở link bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.